Mùa tuyển quân năm nay, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang có 34 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Những ngày này, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để thực sự trở thành ngày hội lớn của tuổi trẻ xã nhà. Anh Nguyễn Phú Hưng ở thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, vinh dự nhận lệnh gọi nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi 6 ngày. Đang học nghề sửa chữa ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh, khi có lệnh gọi khám tuyển, anh thu xếp về khám sức khỏe. Khi hay tin trúng tuyển, anh Hưng ở hẳn lại quê nhà, chờ ngày lên đường tòng quân với suy nghĩ giảng đường. Trong thời gian 2 năm cũng không có gì quá dài. Em đi xong em sẽ tiếp tục học công việc của em. Đến thời điểm này, Hòa Tiến đã triển khai một hoạt động liên quan đến công tác tuyển quân, như tổ chức cho phụ huynh ký cam kết vận động con em, giữ gìn sức khỏe, phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn giao thông. Cấp ủy chính quyền và đoàn thể thôn tổ chức hoạt động tiễn anh lên đường, gọn nhẹ nhưng ấm áp, nằm tốt chính sách hậu phương quân đội, kết hợp với việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng anh em, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất tại trung tâm hành chính xã để làm công tác quản quân 2 ngày theo kế hoạch, và chuẩn bị thực hiện test COVID-19 trước khi giao quân về huyện vào sáng ngày 16 tháng 2. Tuyên truyền vận động gia đình và hạn chế các cháu tiếp xúc bên ngoài để tránh cái lịch loạn khi dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến cái vấn đề giao quân. Tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà cho các thanh niên và cũng trao đổi với gia đình thanh niên yên tâm cho con em lên đường và địa phương sẽ thường xuyên theo dõi, hỗ trợ. Phát huy truyền thống quê hương 3 lần đón nhận danh hiệu anh hùng, 34 bạn trai Hòa Tiến chuẩn bị tâm thế lên đường tòng quân để làm trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc.